Đêm giao thừa luôn là thời khắc thiêng liêng bên người thân và gia đình. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên có rất nhiều cơ quan, đơn vị vẫn phải duy trì hoạt động để đảm bảo cho người dân vui Tết đón xuân. Tối nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đi thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo về công tác chuẩn bị khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tập thể y bác sĩ trong việc chuẩn bị các điều kiện để chăm sóc người bệnh. Đồng thời lưu ý bệnh viện về việc bố trí đội ngũ y bác sĩ, nhân viên chăm lo tốt cho các bệnh nhân không có điều kiện về ăn Tết. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cần nâng cao tinh thần phòng chống dịch COVID-19, không được chủ quan lơ là. Đặc biệt trong thời gian tới, khi cùng với cả nước, tỉnh sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Theo đó, khối lượng công việc của lực lượng y tế chắc chắn sẽ tăng lên. Nhân dịp đón xuân mới Nhâm Dần, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Chúc mọi người đón xuân mới vui vẻ, an khang và hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển y tế trên địa bàn tỉnh. Đến thăm Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả việc tuyên truyền và nỗ lực đóng góp của cơ quan trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Năm 2021 là năm tỉnh và đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt nhiều kết quả. Trong thành tích chung ấy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đóng vai trò tích cực trong việc truyền tải những thông tin của tỉnh, của đất nước đến đông đảo người dân. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục chủ động áp dụng công nghệ, máy móc hiện đại, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng chương trình phát sóng phục vụ nhân dân. Nhân dịp năm mới, Bí thư cũng gửi lời chúc tới lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm mới an khang, thịnh vượng, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất các chương trình đặc sắc, phản ánh kịp thời những hoạt động đón xuân vui Tết Nhâm Dần 2022 của người dân trên địa bàn tỉnh.